Đây là cảnh về buổi sáng của cái Meli Hồ Tràm. Ở đằng kia là xa xa đằng đó là có bãi đánh bóng chuyền. Còn mấy cái màu đen đen mấy anh em thấy cái ụ á, theo em đoán là như là tạo ra để chắn cái sóng nó đánh xéo quá đó. Đây là cảnh bên trong cái villa, cái này villa 4 phòng ngủ. Bên này có khu vui chơi, tức là mình đạp xe qua đây rồi mình tiểu cảnh đó, bắn cung rồi bóng rổ rồi các kiểu á. Đây là cảnh từ hướng biển vô. Mặt sau của villa đây, hồ bơi riêng của mỗi villa, villa 3 phòng ngủ cũng có hồ bơi. Nói nhanh luôn, ngày thường thì trung bình khoảng 20 đến 30 chai, còn cuối tuần thì trung bình từ 40 chai trở lên. Đây là đặt qua dịch vụ trung gian như chú vô Agoda rồi đó. Ok ha. Cái này cái dù mà gió thổi quá rách rồi nên em gấp lại. Hôm qua em dập quá nên sáng em hơi khan tiếng. Bình thường cái hồ bơi này họ sẽ có cho thuê một cái dịch vụ là cái mâm đồ ăn review để nổi nổi trên mặt hồ để chụp view hướng biển vô cực á, khoảng 2,5 chai luôn phí VAT và phí phục vụ. Hôm qua em có quất ở đây, nhưng mà ở đây có một cái điểm là cái chỗ ngồi này rất là tối, tại vì ở ban công hay gì không có đèn, chỉ có cái đèn hắt từ dưới lên. Nếu muốn thuê dịch vụ downlight gì đó, nói chung light là đèn đi, 35 đô. Tụi em có một thói quen làm cho nó bầy hầy, nhưng sáng ra cũng phải dọn sơ cho các cô chị lao công đỡ mệt đó. Tụi em bỏ vô bịch vậy đó, nói chung là cố gắng gọn gàng nhất có thể, nhưng mà không thể sạch như ở nhà được, tại vì tính quen dọn dẹp ở nhà rồi, đồ là bỏ vô bao vô thùng. Ở phía trong này là cái phòng khách đó, tối cũng ăn ở đó, cũng ráng dọn dẹp cho nó sạch sẽ sau một đêm quậy các kiểu. Ở đây có một cái bếp, nhưng mà ở đặc biệt là phía trong bên hông này nó có lại thêm một hệ thống bếp, theo em đoán là để dành cho đi cái hướng ngang ngoài biển này vô á, hoặc là mình ăn ở đằng sau mình đi vô, mình đi vòng qua cái bếp này để cho đỡ bị dơ nhà ở trong cái bếp chính. Đây, ở đây lại có một cái bếp nữa. Đây anh em, tủ lạnh cũng có bếp điện từ, lò vi sóng, microwave, nhưng mà mình không sử dụng được cái bếp điện từ này. Có chỗ rửa, nó lại thông ra cái bếp mà ở cái phòng khách chính đây. Cũng có tủ lạnh, có đồ. Tụi mình cũng cố gắng dọn dẹp ghê lắm rồi, ăn uống bày ra chứ mà lúc nào cũng phải vô bịch dọn dẹp. Hôm qua cái bàn này cũng quần tới hơn 12,5 nè anh em. Tất cả hệ thống đây là kiếm là nhiều, nói chung tạo không gian mở. Còn nội thất á, là đa phần là MDF phủ melamine, thương hiệu gì thì mình không tiện nói ra. Tất cả là đều dạng như hiện đại nên đa phần là MDF hết. Còn ở trên các phòng là gạch giả gỗ. Đây cái view hướng ra biển ngược lại. Ở đây thì có 4 phòng như em đã review. Ở chạch này có bên đây phải có một phòng, ở phía trên có 3 phòng. Có cái lu ở đây nữa, chắc lại là lu nướng gà mà ở trong nhà, gọi là lu nướng gà biển trong nhà. Phía trong thì có 4 phòng, một phòng ở dưới chạch và 3 phòng ở trên lầu. Chỉ có một cái phòng ở giữa ở trên lầu là có cái bồn tắm thôi. Villa 3 phòng ngủ sát biển hoặc villa 4 phòng này đều có 2 xe đạp miễn phí. Họ sẽ đưa cho mình 2 cái chìa khóa để mình đạp đi vòng vòng tham quan khu ở đây. Đây mặt tiền của villa đây. Trong các phòng thì nội thất rất là đơn giản, gạch giả gỗ, dán gì đó, dán ép, dán của thương hiệu khác, dán Meladin của Meladin, với lại chống thấm, nếu nhà bếp thì có chống thấm thì nó màu xanh. Cái căn villa sát sát nhau. Tất nhiên thì đi đâu các bạn kêu xe điện rồi. Ở đây có hồ bơi trung tâm, có ánh sáng, nói chung cái villa khách sạn nào các bạn ở cũng biết cái vấn đề nó đơn giản quá, không cần phải review. Em đi ra cái khu ở ngoài cho anh em coi cho nó khác lạ với người ta. Còn mọi người hay review chỗ đẹp là chính, còn em thì có gì em nói đó, anh em chịu khó coi giùm em. Đây các ngõ tỏa ra các villa phía bên trong 3 phòng, rồi quẹo ra các sảnh chính, hồ bơi, ăn sáng, spa các kiểu. Nói chung cảnh cực kỳ để nghỉ dưỡng gia đình mà gom lại một cái villa ở thì cực kỳ tốt hoặc một nhóm bạn. Chứ còn mà để những cái tiện ích mà giống như ở bãi trước bãi sau cái khu mình hay đi chơi Sà Mốt Vũng Tàu thì không có. Cái này là giống như bãi biển nghỉ riêng biệt, villa nghỉ riêng biệt độc lập để không bị phiền phức hay ảnh hưởng. Đợt trước em đã review căn villa 3 phòng ở đây với lại mâm đồ ăn nổi nổi rồi. Đợt trước vợ em có mang bikini chụp hình mâm đồ ăn nổi nổi nên em có review. Tí em cũng review mâm đồ ăn nổi nổi, mà không phải có mâm 2,5 chai như mọi bữa, mà mâm này chắc khoảng 2,5 chai à. Ở đó là sảnh quầy tiếp tân á, reception, em nói tiếng Anh như tiếng Việt, tiếng Việt như tiếng Anh vậy.